thôi. Xin chào các bác, sáng sớm ra anh em đã lội đồ ra võ này, rồi sư tử à. Em nghe em 4 lần này. Rồi hai em ôi nghe em 4 lần này thế hả? Ông anh này chống bắt em 4 lần luôn. Đáng yêu đấy. Đáng yêu quá các bạn. Hay thật đấy. Phải ra cho tụi mày. Này mua đi. Rồi, sẽ cúi xuống cái này. Em này búa đi, Tùng Tùng cái búa đang quay phim này. Múa. Ôi đấy, múa lần đấy, em này múa lần đi. Em múa đi, nào. Úi dồi, dáng yếu đấy. Em múa bố xem đi, áo à. Em múa đi nào. Ui dồi nơ này. Ủa đây. Nơ của em sọc sạch hết rồi. Nên tí thì đánh trống. Mấy hôm nay là đam mê đánh trống rồi. Em đánh. Anh đánh trống cho em múa lân. Cẩn thận đánh vào tay em nhé. Nào con múa đi. Nè. Đội lên nào. Tí đây các bạn, anh Tí đang rất là miệt mài đến trống. Mới nay đang tập. Con đánh gõ đều tay mà. Đấy. Cả cho bé ra đây. Quay hai anh em này chơi với nhau. Đấy, cứ quay quần hai cái trống với lại con lân này đã chơi cả buổi sáng rồi. Ngày nào phải chơi một lúc chán đồ chơi nó bắt đầu lôi chống lân với lại đồ sư tử ra mua. Này bắt đầu gõ sang mấy kiểu khác rồi đấy. Ôi em nghe ơi, để vào cho bố đi. Để vào đấy cho bố. Con dựa vào đấy. Làm gì? Mắc. Hả? Để bố cất cho. Em mới lôi cái đồ đang làm việc của bố ra làm gì. Tí đang cảm nhận à? Đấy anh kêu gì? Sao các em? Đau tay à? Không sao cả con ạ. Chơi tiếp đi. Gọi nhỏi trời. Ôi em ơi, em nghe ơi. Chết rồi, Quá nhìn em nghe này. Ôi, trèo à. Ê, xuống đi, hỏng cây của bố bây giờ. Xuống ngay. Mày. Vừa sáng sớm ra hai bạn đã đi nhỏ hết cả làng xóm bên rồi. Đấy, con đội lân lên múa đi. Chân là dặm ngoài. Cậu đội ngược rồi. Anh em chơi rất ngoan.
con đội ngược rồi nghe ạ. Đội lẫn ngược rồi. Sao con? Nghịch đầu lần. Hãy đổi ca. Em nghe chuyển sang làm tay trống. Đúng rồi. Anh tí thì múa đấy. Chuyển rồi. Ôi, gõ kiểu gì mà đau rồi. Kìa rơi rồi con. Gõ tiếp đi. Gõ đi. Gõ tiếp đi con. Một quay. Không ạ. Nờ nước lạnh hết cả răng một bên rồi kìa. Anh tí ra đây múa đấy. Múa đấy con. Em nghe gõ to vào. Hai anh em chơi nhau. Đúng rồi, muốn lần trượt ván nào. Anh tí, vừa trượt ván không vừa một lần. Ấy, đúng rồi. Trượt ván ra đây tí. Trượt cái ván ra đây. Muốn lần trượt ván ra đây xem nào. Không trượt nữa à? Hai em hài thật đấy. Ủa vậy lần nhận chơi nhau. Các bạn còn ai là chồng mỗi lần không hả? Đồ màu vàng. Ừ, con thử lấy cái ván con trượt đi cũng vậy, xem làm thế hay phết. Kìa, cẩn thận cái đuôi đằng sau con ạ. Đúng rồi. Trời, vừa trượt ván là con vừa muốn lần được à? Trượt cái ván ra ngoài này, từ đấy trong đấy ra đây xem nào. Quay ra đây. Tí múa lần đẹp lắm. Sang năm múa là ngon lành rồi đấy. Là ok đấy nhở. Đấy, trượt ván ở đây bố xem nào. Múa lần trượt ván đi. Trượt cho mẹ xem, mẹ xuống rồi kìa. Mẹ đâu? Đấy, ở trong quầy ấy. Này nhìn múa lần trượt ván này. Đấy con nhảy.